Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs Xin hãy nhấn nút subscribe để ủng hộ cho Laden nhé Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới Laden xin cảm ơn quý vị rất nhiều Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay Laden xin chia sẻ với quý vị về chương trình Medicare Part C Chương trình Medicare Part C là chương trình gì mà sao càng ngày càng có nhiều quý vị tham gia. Có nhiều quý vị còn cho biết là quý vị có thể ghi danh vào các chương trình Medicare Part C mà không cần phải đóng thêm lệ phí hàng tháng. Chẳng những vậy, như quý vị còn cho biết, chương trình Medicare Part C cung cấp cho quý vị nhiều quyền lợi hơn là từ các chương trình Medicare nguyên thủy Part A và Part B. Nếu Medicare Part C tốt như vậy thì một khi quý vị có Medicare Part C, quý vị có nên gọi Cancel Medicare Part A và Part B hay không? Quý vị thân mến, trước tiên Lê Đinh xin được chia sẻ với quý vị chương trình Medicare Part C là chương trình gì và được cung cấp từ đâu. Chương trình Medicare Part C là một chương trình bảo hiểm sức khỏe được cung cấp từ các công ty bảo hiểm tư nhân mà các công ty bảo hiểm tư nhân này đã được sự chấp thuận của Medicare từ chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình Medicare Part C còn có một tên gọi khác, đó là chương trình Medicare Advantage hay còn được gọi tắt là MA plans. M là viết tắt của chữ Medicare, A là viết tắt của chữ Advantage. Cũng chính vì chương trình Medicare Part C được cung cấp từ những công ty bảo hiểm tư nhân, cho nên sẽ có những giá khác nhau. Có những chương trình bảo hiểm khác nhau, có những quy tắc đặc biệt và những quyền lợi ưu đãi khác nhau. Hiện nay có hơn hàng chục công ty bảo hiểm tư nhân đang có hợp đồng với Medicare để bán các chương trình Medicare Part C cho những quý vị đủ điều kiện. Mà phổ biến nhất là những công ty như Humana, Blue Cross Blue Shield, Anthem, Aetna, United Healthcare hoặc là Alignment. Các công ty bảo hiểm này cũng có rất nhiều chương trình Medicare Part C, tức là có rất nhiều plans để quý vị lựa chọn trong đó có hai plans phổ biến nhất là HMO và PPO. Tiền lệ phí hàng tháng của các chương trình Medicare Part C nếu quý vị mua ở các công ty bảo hiểm khác nhau sẽ có giá khác nhau. Thí dụ, giá bảo hiểm Medicare Part C của công ty bảo hiểm Humana có thể sẽ mắc hơn là giá Medicare Part C của công ty bảo hiểm Anthem. Cho dù quý vị mua cùng một hãng bảo hiểm, nhưng nếu quý vị chọn các plan khác nhau, thì số tiền quý vị đóng hàng tháng cũng sẽ khác nhau. Thí dụ, quý vị chọn plan PPO sẽ mắc hơn là plan XMO. Và dĩ nhiên, trong mỗi plan sẽ có những quyền lợi khác nhau. Mà thông thường là plan nào mắc tiền thì sẽ có nhiều quyền lợi hơn là các plan rẻ tiền. Trong trường hợp quý vị không vừa ý với plan mà mình đã chọn, quý vị vẫn có thể bỏ plan cũ và chọn plan mới vào mỗi đợt ghi danh hàng năm. Nghe đến đây, chắc chắn quý vị sẽ nghĩ rằng chương trình Medicare Part C này thật là phức tạp. Thôi thì cứ chọn giữ Medicare Part A và Part B như trước, cần gì phải mua thêm Medicare Part C. Nhưng trên thực tế, số quý vị tham gia vào chương trình Medicare Part C mỗi năm, mỗi tăng, nhiều quý vị chọn Medicare Part C vì biết các chương trình này phù hợp với tình hình sức khỏe của quý vị và bao gồm cả những dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà quý vị đang cần. Thực tế có rất nhiều quý vị đang tham gia vào Medicare Part C, nhưng bản thân quý vị cũng không biết rằng mình đang có chương trình này. Có một bác lớn tuổi chia sẻ với Lê Đinh rằng bác có một chương trình bảo hiểm sức khỏe rất tốt. Chương trình bảo hiểm của bác không cần phải đóng tiền, mà bác được trả tiền khám bệnh, khám răng, khám mắt, trả tiền làm gọng kiến mắc tiền hơn tiền chi trả của chương trình Medicare trước đó, mà còn được cho tiền vào thẻ đi chợ và cho tiền mua thuốc OTC hàng tháng nữa. Lê Đình mới hỏi bác rằng có phải là bác đang tham gia vào chương trình Medicare Part C hay không? Bác nói bác không biết đó là chương trình Medicare gì. Nhưng trong một dịp bác đi đóng tiền bảo hiểm, thì cô bán bảo hiểm giới thiệu với bác chương trình này, nói bác ghi danh vào chương trình này thì bác không cần phải trả thêm lệ phí gì hết. Bác cũng không nhớ tên của chương trình này là gì. Nhưng nói chung là bác được có nhiều ưu đãi hơn là những chương trình bảo hiểm Medicare bác đang có vào lúc đó. Căn cứ vào những lời chia sẻ này của bác, Lê Đinh nghĩ rằng đó chính là chương trình Medicare Part C. Nếu quý vị là những người cao niên từ 65 tuổi trở lên, đã từng ghi danh vào một chương trình bảo hiểm sức khỏe không cần phải tốn tiền lễ phí hàng tháng, mà quý vị còn được nhận thêm các loại bảo hiểm như là răng, mắt, tức là quý vị được khám răng, chữa răng, khám mắt là mắt kính, gọng kính, rồi còn được tặng thẻ đi chợ hàng tháng, được tặng thẻ OTC, để mua các loại thuốc không cần tòa bác sĩ mỗi tháng, thì đó là quý vị đang tham gia vào chương trình Medicare Part C. Sau đây, Lê Đinh xin chia sẻ với quý vị một vài quyền lợi của chương trình Medicare Part C khiến càng ngày càng có nhiều người ghi danh vào chương trình này. Đầu tiên, chương trình Medicare Part C còn được gọi là một chương trình bảo hiểm sức khỏe trọn gói, bao gồm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của chương trình Medicare Part A, Part B, và thường có cả Part D. Tức là một khi quý vị có chương trình Medicare Part C thì quý vị sẽ được bảo hiểm chi trả cho những dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuộc chương trình Medicare Part A, tức là những dịch vụ chăm sóc khi quý vị nằm viện, thuộc chương trình Medicare Part B bao trả các chi phí gặp bác sĩ, khám bệnh ngoại trú, chích ngừa hoặc mua các trang thiết bị y tế và trả luôn chi phí các loại thuốc theo toa bác sĩ mà thường chỉ có ở Medicare Part D. Nói một cách ngắn gọn là khi quý vị có Medicare Part C, tức là quý vị đã có cả Medicare Part A, Part B và Part D ở trong đó. Quý vị chỉ cần sử dụng duy nhất một thẻ Medicare Part C cho tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc y tế theo chương trình Medicare. Thí dụ, quý vị đưa thẻ Medicare Part C cho các nhân viên làm việc tại văn phòng bác sĩ mỗi khi quý vị đến gặp bác sĩ để khám sức khỏe định kỳ hoặc là để khám bệnh. Trường hợp quý vị cần nhập viện và nằm lại điều trị, quý vị cũng chỉ cần trình thẻ Medicare Paxi cho các nhân viên tại bệnh viện. Nếu bác sĩ có kê toa thuốc cho quý vị, quý vị cũng chỉ cần đưa thẻ Medicare Paxi cho những nhân viên tại nhà thuốc để quý vị được nhận thuốc theo toa. Cũng vì chương trình Medicare Paxi, bao gồm tất cả những dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Medicare Part A, Part B và Part D, đó chính là điểm thuận lợi đầu tiên của chương trình này. Ưu điểm thứ hai của chương trình Medicare Part C là chương trình này đa số được miễn phí hoặc có lệ phí hàng tháng khá thấp. Tức là tất cả những quý vị nào đang có các chương trình Medicare Part A và Part B, quý vị có thể tham gia vào một chương trình Medicare Part C mà không cần phải đóng thêm lệ phí hàng tháng. Bởi vì chương trình Medicare Part C được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm tư nhân và để thu hút khách hàng chọn các chương trình Medicare Part C từ công ty bảo hiểm của mình, ngoài các plans cần phải đóng thêm tiền, các công ty bảo hiểm này cũng có những plans Medicare Part C giá rẻ hoặc thậm chí là miễn phí để có thêm nhiều khách hàng chọn công ty bảo hiểm sức khỏe của mình cung cấp bảo hiểm sức khỏe Medicare Part C cho họ. Quý vị chỉ cần có hai chương trình Medicare Part A và B, đồng thời tiếp tục đóng tiền lệ phí hàng tháng của chương trình Medicare Part B là 170 đô la 10 sen mỗi tháng trong năm 2022 hoặc là 164 đô la 90 sen mỗi tháng trong năm 2023 là quý vị đã đủ điều kiện để tham gia miễn phí vào chương trình Medicare Part C. Nói chung, nếu quý vị có Part A, Part B, thì quý vị có thể ghi danh thêm vào Part C miễn phí hoặc với lệ phí thấp hay nhiều mỗi tháng là tùy theo sự chọn lựa của quý vị. Đa số các chương trình Medicare Part C đều bao gồm cả Medicare Part D, tức là có cả luôn phần tiền thuốc theo toa. Ưu điểm thứ ba khiến nhiều khách hàng chọn ghi danh vào chương trình Medicare Part C là những quyền lợi thêm vào mà không có ở các chương trình Medicare nguyên thủy Part A và Part B. Tức là khi quý vị có Medicare Part C Ngoài việc quý vị có đầy đủ những quyền lợi như là quý vị đang nhận từ Medicare Part A và Part B, quý vị còn được nhận thêm những quyền lợi khác mà các chương trình Original Medicare Part A hoặc là Part B không có, đó là các chương trình về nhãn khoa, thính giác và nha khoa. Cũng vì đây là chương trình được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm tư nhân, cho nên để tăng thêm phần thu hút khách hàng, nhiều công ty còn tặng các thẻ OTC, tức là những thẻ mua thuốc over the counter, thuốc không cần toa bác sĩ hàng tháng cho quý vị. Mỗi tháng, công ty bảo hiểm sẽ chuyển tiền vào trong thẻ OTC của quý vị để quý vị đến các nhà thuốc và mua các loại thuốc over the counter mà quý vị cần. Hoặc quý vị có thể gọi trực tiếp lên công ty bảo hiểm và nói những loại thuốc nào mà quý vị muốn, rồi họ sẽ gửi thuốc đó về nhà cho quý vị có những công ty bảo hiểm còn gửi thêm các Grocery Benefits Card cho quý vị. Đại khái là gửi một thẻ giống như là thẻ EBT của chương trình Food Stamps để quý vị đi chợ hàng tháng. Công ty bảo hiểm sẽ chuyển tiền hàng tháng vào thẻ để quý vị sử dụng. Một số công ty bảo hiểm còn cung cấp chương trình Fitness Membership, tức là khi quý vị mua Medicare Part C của các hãng bảo hiểm này, quý vị sẽ có các thẻ Membership để đến tập thể dục tại các phòng gyms. Nói chung, chương trình Medicare Part C là một chương trình bảo hiểm sức khỏe được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm sức khỏe tư nhân với sự chấp thuận từ văn phòng Medicare của chính phủ Hoa Kỳ. Theo sự thỏa thuận từ Medicare và các công ty bảo hiểm tư nhân, các chương trình Medicare Part C phải bao gồm tất cả những dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế có trong các chương trình Medicare Part A, Part B và đôi khi Part D. Tức là nếu Medicare Part A, Part B chi trả các dịch vụ nào, thì Medicare Part C cũng phải chi trả những dịch vụ đó. Nhiều chương trình Medicare Part C còn thu hút thêm khách hàng bằng cách tặng thêm các thẻ OTC, tức là những thẻ mua thuốc over-the-counter hàng tháng, các thẻ đi chợ hay còn được gọi là Grocery Benefit Card, và các membership để đến các phòng gym tập thể dục. Tất cả những quý vị nào đang có các chương trình Medicare Part A và Part B đều có thể ghi danh vào chương trình Medicare Part C và quý vị có thể được nhận Medicare Part C miễn phí hoặc đóng lệ phí thấp tùy theo plan mà quý vị chọn lựa. Hiện nay, đa số những quý vị đang có Medicare Part C đều không cần phải đóng tiền lệ phí hàng tháng và các dịch vụ bảo hiểm sức khỏe mà quý vị đang nhận cũng không khác gì với các dịch vụ bảo hiểm sức khỏe của các chương trình Medicare Part A và Part B, nhưng tuyệt đối quý vị không được cancel các chương trình Medicare Part A và Part B để tiết kiệm tiền lệ phí hàng tháng đóng cho Medicare Part B. Đơn giản bởi vì phải có A có B thì mới có C. Nếu quý vị cắt A, cắt B thì Medicare Part C của quý vị cũng sẽ không còn. Quý vị thân mến, Phần video chia sẻ về chương trình Medicare Part C ngày hôm nay cũng đã khá dài, mà Lê Đinh vẫn còn có rất nhiều thông tin về chương trình này muốn được chia sẻ với quý vị, đặc biệt là những điều quý vị cần lưu ý trước khi quý vị chọn Medicare Part C và tại sao Medicare Part C lại có nhiều quyền lợi như vậy. Lê Đinh xin hẹn gửi các thông tin này đến quý vị ở video tiếp theo. Trước khi tạm chia tay, Lê Đinh xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi các video của Lê Đinh và xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị cùng với gia đình. Sắp tới, Lê Đinh cũng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị thêm nhiều video hữu ích khác. Cho nên, Lê Đinh mời quý vị hãy nhấn nút subscribe và nút chuông để quý vị có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Lê Đinh có các video mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.